Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay Chủ nhật 4 tháng 7, chương trình chuyển đến quý vị nhiều thông tin đáng chú ý. Ghi nhận về diễn biến dịch COVID-19 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Các địa phương có ổ dịch cộng đồng đang khẩn trương truy vết, xét nghiệm sàng lọc và hỗ trợ để người dân trong khu vực bị phong tỏa và cách ly yên tâm cùng chung sức phòng dịch. Người điều khiển phương tiện từ vùng dịch vào Bà Rịa Vũng Tàu phải kiểm tra nhanh về COVID-19. Xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho thí sinh của Bà Rịa Vũng Tàu khi tốt nghiệp trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, là địa phương ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đến nay, huyện Long Điền có 8 ca nhiễm từ một ổ dịch ngư dân xã Phước Tỉnh. Để ngăn chặn nguồn lây lan và khoanh vùng dập dịch nhanh, việc tập trung đông người trên địa bàn được hạn chế tối đa, kể cả khu vực. Sau 2 ngày triển khai và điều chỉnh cho phù hợp, đến 6 giờ sáng nay 4 tháng 7, chợ Long Điền chính thức thực hiện phân chia tần suất đi chợ của người dân ở thị trấn Long Điền bằng cách phát thẻ ngày chẵn, ngày lẻ. Thẻ này được các ủy ban nhân dân thị trấn in ấn phát về các khu phố để cấp cho từng hộ dân. Quy định này góp phần siết chặt việc giãn cách tại chợ mà vẫn đảm bảo cho mỗi người dân được cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm. Thẻ đi chợ của huyện Long Điền phát hành có hình chữ nhật màu hồng. Trên thẻ đi chợ có in đầy đủ các thông tin như tên chợ, ngày được đi chợ, giờ được đi chợ, tên, địa chỉ, số điện thoại người đi chợ. Đặc biệt là có đóng dấu của ban quản lý các chợ trong huyện Long Điền. Mỗi thẻ đi chợ có giá trị một lần sử dụng. Trong ngày đầu tiên áp dụng hình thức đi chợ này, người dân các khu phố Long Lâm, Long Tân, Long Phượng, Long Liên và khu phố Long Hiệp, thị trấn Long Điền được đi chợ. Người dân 4 khu phố còn lại của thị trấn Long Điền là Long An, Long Nguyên, Long Sơn và khu phố Long Bình đi chợ trong ngày 5 tháng 7. Để kiểm soát người ra vào chợ khi triển khai phương án đi chợ bằng thẻ, chợ Long Điền phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn bố trí lực lượng công an, quân sự và bảo vệ chợ tại 3 cổng ra vào. Khi người dân đến cổng chợ, lực lượng chức năng đo thân nhiệt, kiểm tra, thu lại thẻ vào chợ để phục vụ yêu cầu truy vết khi cần thiết. Ủy ban thị trấn có phát phiếu cho gia đình tôi. Bữa nay là tôi đi chợ đầu tiên, tôi thấy vậy rất là tốt. Ngừa bệnh là hơn hết. Thấy nhà nước làm như vậy là quá chặt chẽ cho dân chúng bà con, người ta rất là hoan nghênh. Đó là rất là điều tốt. Lực lượng chức năng tại các chốt ở chợ Long Điền đã kiên quyết từ chối những trường hợp không có thẻ muốn vào chợ và hướng dẫn về tổ dân phố để được nhận thẻ và đi chợ theo ngày ấn định trên thẻ. Mục tiêu là phát phiếu đi chợ để giãn tần suất đi chợ, để kiểm soát cái tình hình nó dịch bệnh nó lây ra trong chợ. Tuy nhiên là hôm nay mới ngày đầu áp dụng, bởi trên cơ sở đó và một số thông tin là người dân sinh sống trên địa bàn, người ta chưa tiếp nhận thông tin kịp thời. Để sáng nay có nhiều người người ta đi chợ vẫn chưa có phiếu, chúng tôi sẽ tiếp tục thì làm việc với lại các địa phương để thống nhất với nhau rồi phát cái phiếu đi chợ cho người dân để người dân ta biết là thực hiện. Cùng với chợ Long Điền triển khai cho người dân địa phương đi chợ theo thẻ trong ngày 4 tháng 7. Chợ Phước Tỉnh và chợ An Ngãi, huyện Long Điền cũng phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn bằng thẻ. Cũng liên quan đến những nỗ lực dập dịch tại huyện Long Điền, sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên tại địa phương. Chợ Long Hải tạm thời đóng cửa để truy vết dập dịch COVID-19 từ ngày 3 tháng 7 năm 2021 vì có một trường hợp hàng ngày giao nhận hàng ở chợ đã nhiễm COVID-19, nên một số tiểu thương trong chợ di chuyển ra các vỉa hè. Chợ tạm tiếp tục buôn bán. Trước tình hình này, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Long Điền đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường lực lượng giải tỏa các điểm kinh doanh tự phát, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Khi lực lượng chức năng có mặt, các tiểu thương nhanh chóng di chuyển né tránh và rồi lại trở về chỗ cũ khi lực lượng chức năng rời đi. Ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng chủ yếu nhắc nhở đối với những tiểu thương vi phạm. Từ ngày mai 5 tháng 7, mọi trường hợp kinh doanh ở vỉa hè, chợ tự phát đều bị xử lý nghiêm. Sau 2 lần xét nghiệm với kết quả âm tính, sáng 4 tháng 7, 104 trường hợp F2 đang cách ly tập trung tại doanh trại Trung đoàn Minh Đạm đã được trở về nơi cư trú và tiếp tục cách ly y tế. Đây là những trường hợp liên quan đến ca nhiễm COVID-19 là ngư dân ở xã Phước Tỉnh. Tuy thuộc diện F2, nhưng theo đánh giá ban đầu của ngành chức năng là có nguy cơ cao nên được cách ly tập trung vào lúc 0 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Tôi lên đây là đúng 4 ngày, ngày này ngày thứ 5. Tôi rất cảm ơn là lên trên này thì các anh bộ đội chiến sĩ là tiếp đón đầy đủ và nhiệt tình. Rất là tôi sẽ ước là về với hết cách ly tôi tại nhà.
Các trường hợp được trở về nơi cư trú vẫn tiếp tục tự cách ly tại nhà thêm 10 ngày. Đúng thời gian quy định cách ly của trường hợp F2 là 14 ngày. Thưa quý vị, những người dân trong khu vực phong tỏa thì sẽ không được ra bên ngoài nếu như chưa có lệnh dừng phong tỏa. Việc mua sắm lương thực thực phẩm cũng như các nhu cầu thiết yếu hàng ngày sẽ được tiến hành như thế nào? Phóng viên thời sự đã xuống hai khu vực phong tỏa ở huyện Long Điền để tìm hiểu. Những ổ bánh mì thịt này được một nhà hảo tâm hỗ trợ cho 20 hộ dân, 118 nhân khẩu trong khu vực phong tỏa thuộc tổ 11 và 12, ấp Phú Thọ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền. Ông Bùi Văn Học, tổ trưởng tổ 11, nhận bánh mì ở chốt phong tỏa để phân phát đến các hộ dân vào mỗi buổi sáng. Không chỉ có đồ ăn sáng mà các loại nhu yếu phẩm khác như rau, cá, thịt cũng được người dân bên ngoài tiếp tế vào khu vực phong tỏa khi có điện thoại yêu cầu. Như xã có người đến tiếp tế cho như vậy là 210 ổ bánh mì, cặp thịt. Giờ ông tổ trưởng đang phát cho bà con rất là an tâm. Còn về cái nhu phẩm ở phục vụ ở 20 hộ gia đình này thì báo cáo là ở trong này có người bán tạp hóa, tức là điện thoại một cái là ngoài kia sẽ đưa vào hai đầu cho bà sẽ bán với mức giá, tức là gần như là phục vụ cho bà con. Tổ dân cư 11, 12 và 13 ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền bị phong tỏa từ ngày 29 tháng 6 đến nay. Và những hộ dân khi được nhóm phóng viên thời sự phỏng vấn đều khẳng định họ hoàn toàn yên tâm chấp hành các quy định bên trong khu vực phong tỏa để cùng với chính quyền, ngành chức năng sớm dập dịch. Chị ơi, gia đình mình ở trong cái khu phong tỏa thì việc sinh hoạt cũng như các cái nhu yếu phẩm hàng ngày có được đầy đủ không chị? Nói chung là đầy đủ hết em, người ta cung cấp đầy đủ, không có thiếu cái gì hết. Lúc bắt đầu cho đến bây giờ, ngày nào cũng nhận được đồ ăn, các thứ. Em chỉ với mọi người là đừng nên đi ra những lúc như vậy, tại vì lúc mà mình bị cách ly rồi là nhà nước không để mình được thiệt. Nó thật sự là nhà nước lo rất là nhiều luôn. Anh vừa tới vừa biết mình cách ly đã cho chanh đường xả muối tất đồ để mình là uống để giữ bản sức bản thân rồi. Nhà nước hỗ trợ thêm đầy rau quả buổi sáng là như buổi sáng là phải dậy là phát bánh ướt hoặc là bánh xèo chợ buổi sáng, rồi trưa là phát gạo, phát đồ ăn, các đủ thiết yếu, là nói chung là thấy đủ hết, không có cần mua những cái thực phẩm như vậy mà mình để đi chân lấn cái những cái ngày cách ly. Thưa quý vị, những người dân trong khu vực phong tỏa chấp hành tốt việc phòng chống dịch chính là cũng là đang bảo vệ cộng đồng trước những hiểm họa lây lan của dịch bệnh. Khi họ vì cộng đồng thì cộng đồng ở bên ngoài cũng sẽ hướng về họ. Những cuộc tiếp tế dành cho người dân trong khu phong tỏa vẫn đang diễn ra hàng ngày. Trong những lúc khó khăn, người dân cả nước nói chung, người dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng luôn phát huy tinh thần tương trợ lẫn nhau cùng vượt khó. Và trong bối cảnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, thì sự gắn kết, đồng lòng càng hết sức có ý nghĩa để chiến thắng đại dịch. Tiếp tục ghi nhận về dịch COVID-19 tại huyện Châu Đức. Thưa quý vị, một trường hợp ngụ ở ấp Sông Xoài 4, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức là vợ của bệnh nhân COVID bị lây nhiễm từ ngư dân xã Phước Tỉnh khi đến khám ở phòng cấp cứu Bệnh viện Bà Rịa từ chiều 28 tháng 6, được đưa cách ly tập trung ở Trung tâm Y tế Long Điền. Cho đến tối hôm qua 3 tháng 7, chị đã được xác định nhiễm COVID vì hai lần xét nghiệm cho kết quả dương tính. Như vậy, huyện Châu Đức đã ghi nhận 5 ca COVID-19. Trong hôm nay 4 tháng 7, qua truy vết, lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện 90 F1, 683 F2 từ các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Kết quả xét nghiệm đến thời điểm này cũng cho thấy 773 trường hợp F1, F2 được Trung tâm Y tế huyện Châu Đức lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 1. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại khu vực phong tỏa Sơn Bình liên quan tới ổ dịch Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh. Thì đến nay thì công tác truy vết, khoanh vùng dập dịch thì đang được địa phương tiếp tục triển khai thực hiện. Và đến thời điểm này thì qua công tác truy vết thì có 626 trường hợp F1, F2 và theo kết quả xét nghiệm thì tất cả các trường hợp này đều có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Liên quan ổ dịch tại xã Sơn Bình được ghi nhận từ sáng ngày 2 tháng 7, hai vợ chồng là tiểu thương lấy hàng từ chợ đầu mối Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh. Qua truy vết đến nay, địa phương đã phát hiện 43 trường hợp F1, 583 trường hợp F2, tất cả các trường hợp sau khi xét nghiệm sàng lọc COVID-19 đến hôm nay 4 tháng 7 cho kết quả âm tính lần 1. Hiện nay thì xã vẫn đang tiếp tục truy vết đối với các trường hợp F2 còn lại. Bên cạnh đó là vận động toàn thể nhân dân ở trong xã
đi ra cái khu vực để lấy mẫu xét nghiệm. Còn riêng ngày hôm nay xét nghiệm khoảng 400 trường hợp nữa thì chưa có kết quả. Huyện Châu Đức đã phong tỏa một phần ấp Sơn Tân và ấp Tân Bình, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức với tổng số 32 hộ, 134 nhân khẩu, phong tỏa hai chợ dân sinh tại xã Sơn Bình. Ngoài ra, huyện cũng đã chỉ đạo Ủy ban dân xã Sơn Bình thành lập tổ hỗ trợ đảm bảo cung cấp các hàng hóa và nhu yếu phẩm cho người dân tại khu vực bị cách ly, phong tỏa trên địa bàn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cũng đã vận động được 40 phần quà hỗ trợ các hộ dân khó khăn nhất trong khu vực bị phong tỏa. Riêng cái khu cách ly hiện nay á, thì tại chúng tôi đã được hai khu cách ly, một là Chúa Rau, hai là Sông Cầu. Tại Chúa Rau hiện nay thì cách ly 73 F1 và tại Sông Cầu là 17. Tổng số là chúng tôi cách ly tại địa bàn huyện tôi là 90 F1. Ngoài ra thì Sương Mộc cũng đã chuyển qua đây 39. Thì đến thời điểm này thì trong con cách ly tại hai khu vực này chúng tôi còn khoảng trên dưới khoảng 230 giường. Châu Đức có một trường hợp F1 là thí sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 đang được cách ly tại trường tiểu học Trần Phú, xã Suối Rau. Thí sinh này sẽ thi tốt nghiệp vào đợt sau. Chương trình thời sự tối tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từ chiều 2 tháng 7, tại chốt kiểm tra số 1 trên quốc lộ 51 đã tăng cường thêm giải pháp xét nghiệm kiểm tra nhanh cho người điều khiển xe tải qua trạm. Đây là yêu cầu trong công văn số 3258 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhằm ngăn chặn nguồn dịch lây lan. Theo công văn 3258 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa khi vào địa bàn tỉnh phải cung cấp thông tin hành trình vận chuyển và có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, có giá trị không quá 5 ngày. Trong trường hợp người điều khiển không có giấy xét nghiệm, Trung tâm Y tế địa phương, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện xét nghiệm kiểm tra nhanh cho người điều khiển phương tiện và kinh phí do người điều khiển phương tiện trả. Từ chiều ngày 2 tháng 7 năm 2021, có thêm công đoạn xét nghiệm kiểm tra COVID-19, nên thời gian giải phóng phương tiện chậm hơn nhiều so với trước đó. Vì vậy, tình trạng ùn ứ phương tiện ở chốt thứ nhất khá lớn. Đó là chưa kể đến các phương tiện xe ô tô cá nhân đến chốt thứ hai do không có giấy xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 cũng phải quay lại chốt thứ nhất để xét nghiệm kiểm tra. Tài xế xe vận chuyển hàng hóa đi từ vùng dịch về muốn qua Vũng Tàu mình là một là anh phải xét nghiệm trên chuyến hàng là phải xét nghiệm COVID âm tính mới cho có xe dừng phải có hiệu lực trong 5 ngày thì mới cho vào. Còn nếu mà những trường hợp mà chưa có xét nghiệm thì bắt buộc phải test nhanh tại cái chốt kiểm dịch đây. Mà kết quả mà âm tính thì anh được điều hành tiếp. Nếu không thì bắt buộc anh phải quay về cái vị trí hoặc là anh phải đi cách ly theo bắt buộc. Anh cố tình vào thì phải đi cách ly bắt buộc theo của cái sở y tế tỉnh mình. Nhiều tài xế tỏ ra rất lo lắng khi phải tập trung đông người. Tuy nhiên cũng thừa nhận việc xét nghiệm kiểm tra nhanh là rất cần thiết trong giai đoạn đang có nhiều ca bệnh lây lan. Với một kiện hô rồi. Đang đợi khai báo này này, một anh đang đợi khai báo trong này. Cái này bây giờ đây tập trung mà đóng quá, bây giờ con sợ con mắc dịch luôn á. Thì em thấy mọi người đều làm sao mà mình cũng làm như vậy thôi chứ. Thì nói chung là giờ dịch bệnh nhiều thì mình cũng ủng hộ cho tất cả mọi người đều làm vậy thôi. Thì nó hay chậm công việc của mình chút thôi. Giờ người ta làm sao mình vậy chứ biết sao chứ. Anh Đặng Văn Bình, ngụ tại Phước Bình, Long Thành, Đồng Nai, vừa nhận được kết quả xét nghiệm âm tính nên thở phào nhẹ nhõm. Mình lấy cái nick mũi để mình xét nghiệm âm tính. Ngày nào em cũng đo nhiệt độ hết á. Ngày nào đi ngang nhiều lúc mình đi ngang đây đo 2-3 lần luôn ạ. Em thấy thì mình làm vậy thì mình cũng thấy yên tâm thôi. Giờ chứ mình ở đâu mình cũng vậy, giờ mình chẳng biết mình bị hay không nữa. Mà mình chẳng biết người ta bị hay không nữa. Có vậy nó đi vui ra công ty rồi thì nói chung mình đã có cái tự tin hơn thôi. Trong sáng ngày 4 tháng 7 qua xét nghiệm kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng tại chốt thứ nhất trên quốc lộ 51 phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này sau đó được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đưa về Bà Rịa thực hiện xét nghiệm PCR. Cơ quan chức năng lập tức khoanh vùng khử khuẩn và điều tra dịch tễ. Do tăng cường thêm giải pháp xét nghiệm kiểm tra COVID-19 khiến lượng phương tiện ùn ứ, các chốt kiểm tra y tế trên quốc lộ 51 đang báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bổ sung thêm nhân lực để giải phóng phương tiện và người càng nhanh càng tốt. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đang tiếp tục xét nghiệm PCR sàng lọc COVID-19 cho tất cả những người làm nhiệm vụ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thí sinh tham dự kỳ thi.
Thí sinh của Bà Rịa Vũng Tàu theo học tại các trường trung học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh cũng được xét nghiệm tại tỉnh trước khi dự thi ở nơi đang học. Tất cả mẫu xét nghiệm đều được thực hiện miễn phí. Theo hướng dẫn của cán bộ nhân viên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, các thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đang theo học trung học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trong trật tự đúng quy định phòng dịch. Phải tâm gia kỳ thi tại thành phố Hồ Chí Minh, tâm dịch COVID-19 của cả nước hiện nay, thí sinh rất lo lắng. Việc hỗ trợ xét nghiệm sàng lọc COVID-19 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giúp cho các em yên tâm tham dự kỳ thi. Cái việc xét nghiệm này em thấy nó rất là hữu ích, tại vì nó giúp cho em và tất cả những cái bạn khác cảm thấy là đỡ lo âu hơn. Em muốn thi đợt 1 nên phải xét nghiệm ở đây để có thể biết được là mình có bị không, nếu không là mình phải thi đợt 2. Thì ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục đã triển khai kế hoạch hết sức chi tiết về công tác phòng chống dịch, đưa ra các cái tình huống dịch để mà ứng xử trong cái kỳ thi này. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang làm việc hết công suất để nhanh chóng có kết quả xét nghiệm, cấp giấy chứng nhận cho thí sinh và những người làm nhiệm vụ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thời gian trả kết quả và cấp giấy chứng nhận từ 17 giờ chiều 4 tháng 7 đến 17 giờ chiều 5 tháng 7. Tiếp tục chương trình Thời sự tối Chủ nhật, mời quý vị cùng điểm lại những vấn đề sự kiện nổi bật đã phát sóng trong tuần qua. Với sự thống nhất và tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7 nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 6, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 7. Các ông Trần Văn Tuấn, Lê Ngọc Khánh, Nguyễn Công Vinh cũng tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Viết Thanh cho biết, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7 sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động, trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng ban hành các nghị quyết, bảo đảm tính khả thi, thực chất, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Tuần qua, Bà Rịa Vũng Tàu lần đầu tiên xuất hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Để kịp thời chỉ đạo truy vết, dập dịch, không cho lây lan rộng, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiều lần tổ chức họp khẩn với Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh, chỉ đạo các cấp, các ngành địa phương tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch. Song song đó, lãnh đạo tỉnh cũng trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương. Ngay trong kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị cả hệ thống chính trị, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân toàn tỉnh cùng quyết liệt, khẩn trương chạy đua với thời gian để khoanh vùng, truy vết, dập dịch, đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện mục tiêu kép, vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đảm bảo không đứt gãy các hoạt động kinh tế xã hội. Bí thư Tỉnh ủy cũng kêu gọi người dân trong tỉnh đồng lòng ủng hộ chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch, cùng tham gia giám sát công tác phòng chống dịch tại các địa bàn cư trú để cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh. Cuộc họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 đã diễn ra trong tuần. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong 6 tháng đầu năm nay, Bà Rịa Vũng Tàu đã bám sát mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nên nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phục hồi tăng trưởng. Đáng chú ý nhất là tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 62,9% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 8,4%, sản xuất nông nghiệp tăng 3,8%, sản xuất ngư nghiệp tăng 3,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, kết quả trên vẫn thấp hơn so với nghị quyết đề ra. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục theo dõi, nắm bắt những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để đề xuất biện pháp tháo gỡ, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý để sớm đấu thầu và khởi công các dự án, tổ chức tốt chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giáp giới biển trên 300 km và có nhiều cảng biển, cảng thủy nội địa. Hiện tại, mỗi ngày Bà Rịa Vũng Tàu có khoảng 200 đến 300 phương tiện ra vào các cảng, điểm neo, bến phao. Trong số này có không ít ngư dân ngoài tỉnh lên bờ. Vì vậy, sẽ khó tránh khỏi trường hợp cư dân đã theo tàu cá đến các tỉnh thành để mua bán hải sản, nhiên liệu, thậm chí tiếp cận với tàu nước ngoài để trao đổi hàng hóa. Nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao. Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo 100% đơn vị trực thuộc bám nắm địa bàn, bố trí 100% quân số trực canh 24 trên 24 giờ tại các cửa sông, cửa lạch, bến cảng, nhất là các cảng cá, để kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện. Và sáng ngày 3 tháng 7, Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện 2 phương tiện và 25 thuyền viên đang hành trình từ Malaysia về Việt Nam bằng đường biển, nên đã phối hợp với Cảng vụ Nội địa, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, phun khử khuẩn phương tiện, kiểm tra sức khỏe, điều tra dịch tễ, đưa 25 thuyền viên về khu cách ly theo quy định. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có gần 1.500 hectare nhãn, trong đó nhãn xuồng cơm vàng chiếm trên 70% diện tích, tập trung chủ yếu tại thành phố Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ và thị xã Phú Mỹ. Những năm trước, lợi nhuận từ trồng nhãn xuồng khá cao. Thế nhưng, 2 năm trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đầu ra của trái nhãn gặp khó, giá giảm mạnh, nông dân trồng nhãn như ngồi trên lửa. Đặc biệt, thời điểm hiện tại đang thu hoạch nhãn xuồng trái vụ, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhãn không tiêu thụ được, rất cần sự hỗ trợ từ ngành nông nghiệp. Phần cuối thông tin thời sự trong tỉnh là cập nhật về diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến chiều nay, 4 tháng 7. Thưa quý vị, từ 17 giờ chiều hôm qua 3 tháng 7 đến 17 giờ chiều nay, 4 tháng 7, Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh lên 13 ca. Trong số 13 ca này, có 7 trường hợp ở xã Phước Tỉnh, 1 trường hợp xã Phước Hưng, huyện Long Điền, 2 trường hợp ở xã Láng Lớn, 1 trường hợp tạm trú tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức. Những ca này đều lây nhiễm từ ngư dân ở xã Phước Tỉnh. 2 trường hợp ở xã Sơn Bình, huyện Châu Đức lây nhiễm từ chợ đầu mối Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh. Các bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền hiện đều có sức khỏe ổn định. Một trường hợp nhiễm COVID-19 ngụ tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi, tỉnh Đồng Nai, khi được một cơ sở y tế tại tỉnh này xác định nhiễm COVID-19 vào chiều 2 tháng 7. Từ 13 ca COVID-19 trong cộng đồng, đến ngày 4 tháng 7, các lực lượng chức năng và địa phương đã truy vết 715 trường hợp F1. Những trường hợp F1 và 99 trên 1.941 trường hợp F2 ngụ tại huyện Long Điền có nguy cơ cao đang cách ly tập trung ở các cơ sở cách ly công lập. 1.842 trường hợp F2 còn lại thực hiện cách ly tại nơi cư trú. Đến chiều nay 4 tháng 7, tất cả các trường hợp F1 đều có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Thưa quý vị, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ghi nhận một số ca từ F1 chuyển thành F0. Dù những ca này đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và thậm chí lần 2. Do đó, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị người dân và đặc biệt các cơ sở cách ly tập trung phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp quy định phòng chống dịch, hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh. Thông tin chúng tôi vừa thực hiện về cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, trong chiều nay 4 tháng 7, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Bà Rịa Vũng Tàu, nhằm đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh. Các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Tuấn, ông Lê Ngọc Khánh, ông Nguyễn Công Vinh và lãnh đạo các sở ngành địa phương trong tỉnh cùng dự. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, các địa phương đã báo cáo tình hình phòng chống dịch. Sở Công Thương cũng báo cáo, ngày 3 tháng 7, sau khi chợ đầu mối Bà Rịa và chợ Long Hải tạm dừng hoạt động do liên quan các ca COVID-19, sức mua tại một số chợ, cửa hàng, siêu thị tăng đột biến, gây thiếu hàng cục bộ và giá cả cũng tăng cao. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày, tình hình hàng hóa và sức mua đã ổn định trở lại. Để hạn chế tập trung đông người, huyện Long Điền đã thực hiện phát phiếu cho người dân địa phương đi chợ theo lịch. Các chợ tự phát, chợ tạm tại thành phố Vũng Tàu đã đóng cửa. 100% thí sinh, cán bộ giáo viên coi thi đã được xét nghiệm. Việc kiểm soát người ra vào tỉnh được tăng cường, nhất là trên các tuyến quốc lộ. Trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp nghiêm túc duy trì các biện pháp phòng dịch, việc khai báo y tế bằng mã QR code ở doanh nghiệp đạt gần 60%. Tuy nhiên, theo báo cáo của các địa phương, việc khai báo y tế gặp nhiều khó khăn do ý thức của người dân chưa cao, chưa trung thực.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch, đề nghị ngành giáo dục đào tạo xây dựng kịch bản chi tiết, đảm bảo tuyệt đối an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ban quản lý các khu công nghiệp kiểm soát chặt tình hình đưa đón, nơi ăn ở của người lao động. Đối với chợ, phải thực hiện nghiêm quy định 5K phòng dịch COVID-19. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 4 tháng 7. Từ hôm nay, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh trở lại, vì thế mưa sẽ tăng lên cả về diện và lượng. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có mưa xảy ra trên diện rộng, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 50 mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài trong khoảng 5 đến 7 ngày tới. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh cảnh báo do mưa lớn nên ở khu vực trũng thấp và đô thị có khả năng xảy ra ngập úng cục bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu đêm nhiều mây, có mưa rào và dông nhiều nơi. Ngày mai trời nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ. Độ ẩm tương đối 78 đến 83%. Khu vực huyện Côn Đảo, đêm nhiều mây, có mưa rào, ngày mai trời nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 79 đến 84%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km. Trên biển gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, có lúc động nhẹ. Tại Vũng Tàu ngày 5 tháng 7 năm 2021, mực nước cao nhất 330 cm xuất hiện lúc 10 giờ, thấp nhất 145 cm xuất hiện lúc 17 giờ 15 phút. Chương trình thời sự tối chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây xin được khép lại. Tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị